Này có vẻ gọi là tôi sắp chết lên mạng. À em ơi, em ơi, tôi nhìn ra nhìn ra kìa. Em nhìn ra. Em nhìn ra kìa, em ơi nhìn ra kìa. Đây đây. Đây đây. Đây. Thank you. Họ ơi, hello và chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình nha. Mình là Mr. Vin đẹp trai nhất vũ trụ điện ảnh Mini World Marvel thế giới điện ảnh gì xuyên cả từ đông sang tây đấy các bạn ơi. Hôm nay nha, mình cảm thấy vui quá trời đất luôn, các bạn biết vì sao không? Với là đầu xuân năm mới, hôm nay mình đi ra ngoài đường, mình gặp mấy bạn fan của Hero Team. Mấy bạn ý biết mình, sao lại còn nhận ra mình là Mr. Nhật. Trời ơi, mình vui quá trời đất luôn. Sau đó mình phải lì xì các bạn ý mỗi bạn 10.000, thế là mình hết tiền tiêu luôn rồi. Giờ từ sáng là tối là nhịn luôn. Hai, bây giờ trong túi mình còn 2.000. Mình nghĩ là mình sẽ phải mua một cái thứ gì đấy để ăn tạm cho đỡ đói bụng đã. Sau đó còn quay clip cho các bạn fan của mình coi nữa, đúng không? Rồi, việc qua quán của bé Jimmy kiếm gì ăn coi. Trời ơi, buồn quá trời quá đất luôn, không chịu đâu. Mr. Nhật đẹp trai nhất thế giới điện ảnh vũ trụ Marvel. Lại buồn hơn nữa trời ơi. Ủa sao ủa, tính ra các bạn ơi, lần nào nha, mình chạy qua nhà Simmy mình cũng thấy Simmy một này lại đang ngồi buồn bã, hai là ngồi khóc lóc. Simmy lại bị cái bệnh mít ướt dữ vậy ta. Ủa có vụ gì mà khóc vậy? Alo, bình tĩnh, ngồi xuống đây. Đấy, Bụt nhẹ nhàng hiện lên và nói, tại sao con khóc? Trời ơi, hôm bữa gì mà anh có quay video gì mà tặng mọi người AK rồng xanh hay là khoe mọi người AK rồng xanh đó. Trời ơi, nhìn nó viết dễ sợ luôn, nhưng mà em lại không có, buồn quá trời buồn đất luôn. Tặng AK rồng xanh. Các bạn ơi, các bạn nhớ không? Cách đây mấy hôm ấy, mình có làm một cái video clip đấy là chôn Hero Team bằng cách tặng AK rồng xanh, xong mình hỏi mấy câu hỏi cho mọi người luôn. Hình như là mình nhớ là mình có tặng cho Siro này, tặng cho Kamui này, và định tặng cho Kujon nữa, hình như là mỗi người một khẩu. Ồ, có khi nào mà Kujon nó cầm về nó khoe Simmy rồi Simmy không có, Simmy buồn, Simmy khóc không ta? Ồ, từ từ mình hỏi Simmy kỹ nghe coi. Simmy! Ơi! Ồ, tính ra khẩu AK đồng chăn đấy chỉ dành cho con trai mà em khóc không chị ấy? Trời ơi, chắc cả con trai luôn hả? Đúng rồi, khẩu ấy chỉ dành cho con trai, con gái cầm xuống không chị chạy. Trời, em thấy cái mẫu đúng đẹp đấy, em định gọi là đem về nhà em trưng á, cho đẹp, cho nó gọi là hoành tráng hiểu không? Nhưng mà tính ra chị tặng chắc con trai à. Ủa? Thì hôm nào anh có 3 khẩu thì anh em tặng cho 3 người thôi. Hôm đấy anh có gặp em đâu, nhưng anh tặng cho cu John rồi còn gì nữa. Thôi, muốn cây của em có hả? Được rồi. Thôi, tóm lại các bạn ơi, bây giờ tình hình là bây giờ Jimmy nè, hôm nọ thấy các bạn được tặng khẩu AK rồng xanh, hôm nay Jimmy không có. Thế Jimmy ghen tị, Jimmy khóc luôn đúng không? Jimmy khóc nhẹ luôn, Jimmy buồn luôn đúng không? Khóc trời quá trời quá đất. Đúng rồi, Jimmy buồn luôn, Jimmy chán luôn, Jimmy bán cân, Jimmy trầm cảm, Jimmy đốt nhà. Ở chi gì mà dữ vậy, em chỉ khóc thôi. Nhưng mà em khóc người ta khó chịu nên sẽ khóc tiếp. Em đừng có. Ok rồi, bây giờ tóm lại là bây giờ anh sẽ tìm cách để cho em sở hữu súng VIP, mà thậm chí không phải là AK đồng xanh mà còn VIP hơn AK đồng xanh luôn, trời ơi. Ồ, thiệt hả? Thiệt luôn. Rồi ok bạn, và bây giờ nha, mình sẽ hướng dẫn bạn siêu mèo siêu mì và tất cả các bạn đang xem video clip của mình cách để sở hữu cây súng mạnh nhất của Free Fire như ở trong mini của nhà. Ok, let's go. Ta-da, và ok, chào mừng các bạn đến với cả thế giới Sikula. Hôm nay không phải là ngày 14 tháng 2, không phải ngày lễ Valentine, nhưng mà chúng ta vẫn đi đào Sikula. Xin biết để làm gì không? Trời đất ơi, mấy tên lịch mình lộn, mấy tên dịch lừa dối các bạn ơi, bảo là tặng AK giờ bây giờ bắt mình đi đào Sikula. Trời ơi, tặng AK, người ta nói tặng AK là có tặng nha, có tặng, yên tâm là có tặng, nhưng mà với điều kiện là em phải chiến thắng trong màn chơi gọi là đại chiến đào Sikula này, sau đó anh sẽ tặng cho em một món quà còn gọi là đẹp hơn cả AK đồng xanh luôn, chơi không? Ok, mấy cô đáng tin không? Ok, chơi luôn. Trời ơi, cực kỳ đáng tin lên, nhìn mà anh uy tín như này mà không đáng tin nữa thì ai mới là người đáng tin đấy các bạn? Đó, ok. Rồi, bây giờ mình đã đào được rất nhiều siêu cola này. Và đằng sau lưng mình có một cái bàn chế tạo thì chúng ta sẽ nâng cấp cúp lên. Khi mà chúng ta có cúp mạnh rồi thì chúng ta sẽ có thể sử dụng cái cúp mạnh này cộng với việc là chúng ta sẽ đào thêm được nhiều siêu cola hơn nữa, và chúng ta ấn vào cái bàn chế tạo, chúng ta lại tiếp tục nâng cấp. Và ở trong này khi mà cúp càng lên level cao thì chúng ta sẽ càng được gọi là đào những cái kỹ năng, bạn nhìn này. Một click. Ui. Hình như là mình đào chỉ cần lên cái cúp bằng cúp gọi là cúp trắng, cúp bạc thôi là đã gọi là đào được dã man nhiều thứ luôn. Sim, ok, xin nhỉ? Ok, và bây giờ để gọi là trước khi đến với cả cái phần kết thúc thì mình sẽ phải là đại chiến với Simmy một trận trước, nên là trong màn chơi này nếu như mình mà thua Simmy, mình sẽ phải tặng cho Simmy rất là nhiều thứ, nên là chúng ta phải cố gắng chiến thắng anh em. Đấy, cố gắng lên, cố gắng lên. Rồi, ok, đây mình sẽ cố gắng mình nâng cấp cái khẩu này.
khẩu đây là một khẩu súng lục level 1, ok nâng cấp nó lên này. Thì sau đó chúng ta sẽ được súng lục level 2 nâng cấp luôn. Và đến súng lục level 3 nâng cấp luôn. Súng lục level 4 đâu? Chưa có súng lục level 4. Ôi nụ. Đi nâng cấp cúp tiếp. Hây. Ui ôi. Ôi xịt đây, là cái cúp bạc thôi mà nó gọi là cho mình kiểu như này luôn các bạn ơi. Thực tế là anh vừa cầm một cái cúp gọi là cúp redstone. Anh đập bụp một phát, gọi là cúp ruby chứ. Anh đập bụp một phát thế là nó lên cái con khỉ gì rồi chứ. Thật luôn hả? Nó vỡ mà nó kiểu vỡ mà muốn gọi là bấy chảy nhảy cái map này luôn rồi. Mình đang có súng level 3 này. Và tiếp theo là chúng ta sẽ có súng bắn tỉa. Và ở đây chúng ta còn có một cái đồ VIP nữa. Đấy là cây kiếm, ok. Mình sẽ đổi kiếm gỗ trước này. Nâng lên kiếm đá này. Xong nâng lên cái kiếm sắt này. Xong nâng lên kiếm vàng này. Và tiếp theo lên kiếm kim cương. Ui, lên kiếm lục bảo. Lên kiếm ruby. Ui. Và cuối cùng là lên kiếm hắc ám rồi. Một phát mình lên kiếm cuối luôn anh em ạ. Bạn này là kiểu... hắc hả? Bạn này kiểu thề luôn, kiểu sông xanh vãi chuối luôn anh em. Mình đập đúng một gậy. Chưa bao giờ mình chơi cái map nào mà mình giàu như này luôn các bạn ơi. Oh my god, chỉ việc đổi thôi nha anh em. Rồi ok, về đi, về đây là tiếp tục này. Nâng cấp ra sẽ nâng cấp mũ này, áo này, xong rồi quần này, xong rồi đến giày này. Đấy, mình sẽ nâng cấp lên giáp da này. Xong tiếp theo là giáp vàng. Đấy, xong rồi thì mình sẽ nâng cấp lên cả giáp kim cương luôn. Wow, full set. Ôi xin ơi, anh full set rồi xin ơi. Nhanh dữ hả? Anh full set rồi, anh có quần này, có quần có áo rồi. Thì anh nâng cấp nó giày lên là anh sẽ quay kiếm xin bì và anh gõ vào cái đầu xin bì. Alo, trời tôi có biết gì đâu, trời ơi. Nope. Chưa biết gì đâu, không biết em đổi đồ đi. Xong anh sẽ quay để anh gõ đầu em. Ok anh em, chế tạo nốt này. Cái áo kim giáp kim cương, quần kim cương. Rồi, xem còn gì không ta. Bên này thì mình còn một ít đồ ăn. Và dưới này thì mình có một cái cây khẩu súng nữa. Mà yêu cầu mình là phải có cái khối gọi là khối đổi đồ VIP. Khối đổi đồ VIP 10 khối, ok. Mình sẽ chế tạo 10 khối này. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, mình sẽ trả nhận thêm Sikola để đổi cái khối đổi đồ VIP nha anh em. Cố lên, đập thêm phát nữa này. Từ từ mình sẽ đập thử phát này xem được sang chỗ Simi không nhá. Hây, cha, đù. Không sao chỗ Simi anh em ạ. Nhưng mà nhận được nhiều Sikola phết. Nhiều vãi chuối luôn. Rồi ok, về đổi đồ. Em mồi tôi sắp chết kì trời. Ở đây thần chết đang đến. Thần chết is coming. I want, I will find you. Ê, ok. Ôi, sợ quá. Ấn vào đây, anh em nâng cấp giùm mình một cái khối này, hai khối này. Rồi ok, chúng ta sẽ nâng cấp được cái khẩu này là khẩu gì đây? Khẩu súng MP40 Giáng sinh. Đấy, Simi nâng cấp lên được là Simi sẽ auto có nhiều súng hiếm với súng xịn luôn Simi ơi. Cực VIP luôn. Nè, kiểu đó cực VIP dữ vậy trời. Cực VIP luôn đây, cứ chế tạo súng level cao là sẽ có súng VIP và súng xịn đây nè. Rồi ok, mình sẽ chế tạo thêm nhiều cái khối đổi đồ VIP đấy nhỉ. Ok. Ok rồi, mình đã có đây là khẩu gì đây? Khẩu này khẩu M1014 xung đột. Ui, bên dưới này có nhiều đồ VIP vãi chuối luôn anh em. Ui, nhiều đồ vãi chuối đây cái gì đây? À, chúng ta đang có khẩu súng AK-47 này. Sẽ nâng cấp lên cái khẩu AK-47 độc dược. Ui, bên mình sẽ đổi cái khẩu MP40 này trước đã. Rồi, ok. Ui, mình đã có súng ở Free Fire anh em ơi, súng xịn luôn này. Ui, MP40 đáng xinh này. Ui, đây là khẩu gì đây? M1041 xung đột. Ui, ok. Mình đã có hai khẩu, mình sẽ đổi tiếp đồ để mình qua mình săn Simi nhé. Cố lên. Hãy. Chứ tôi cảm giác thật là sợ hãi anh em ạ. Oh my god. Cố lên, cố lên Simi ơi. Em đã gửi súng, em đã đổi được súng VIP trong Free Fire chưa? Anh đổi rồi nè. Oh my god, chết rồi. Xin lỗi là chưa? Bây giờ mình gõ một phát nữa là sẽ qua chỗ Simi rồi này. Ủa, sao mình okay. Nghe tiếng, sao mình tự nhiên mình nghe tiếng nạp đạn ta? What the hell? Đúng rồi, em đang nạp đạn mà. Sao mình nghe tiếng nạp đạn cái anh em ơi? Alo? Mày đâu bắn anh đâu chúng ta? Em tôi nghe em... tiếng nạp đạn đấy nhưng mà sao tự nhiên tôi lại hoang mang rồi cuộc đời tôi ra từ từ. Em xài kiếm mà anh yên tâm, khổ quá. Em xài kiếm mà lại có tiếng nạp đạn, em chơi hư cấu này. Đó là do anh thôi, anh không có suy nghĩ rồi nó thành pin. Đây mình sẽ nâng cấp lên khẩu gọi là AK-47 độc dược này. Ok, nâng cấp lên luôn. Và tiếp theo mình sẽ nâng cấp một khẩu gì nữa đây? Từ từ, vẫn còn thiếu anh em ạ. Vẫn thiếu, cần chế tạo thêm nhiều cái này nữa chúng ta mới đổi được súng VIP. Đây, mình đã nâng cấp lên được khẩu gọi là M1410 chết chóc. Ok, đã có 3 súng VIP trong tay anh em ơi. Một khẩu chết chóc nè, một khẩu AK-47 rồng xanh. Ôi, và một khẩu MP40 Giáng sinh. Rồi, CV chuẩn bị chết là mình sẽ đập đốt phát cuối cùng anh em. Nghe có vẻ gọi là tôi sắp chết nên mà. À, em ơi, em ơi, tôi nhìn ra, nhìn ra kìa. Nhìn ra. Tôi nhìn ra kìa, em ơi, nhìn ra kìa. Đây đây. Okay. Đây đây. Đây. Thấy chưa? MP40 Giáng sinh, MP40 gì? Ui. Ẩn luôn, tôi có lẽ đây anh ấy. Ui. Ok rồi, chạy em ơi. Chạy. Ôi, khổ VIP vãi chưa. Chạy để bảo toàn tính mạng. Ui. Bây giờ tôi hỏi xe lại em ơi, trời ơi. Ok, bây giờ mình sẽ nâng lên khẩu MP40 tiếp theo nhá. Hình như mình nhớ là nó có 3 cấp anh em ạ. Nhớ là nó có 3 cấp từ chế tạo đấy. 2, 1, ok. À đây, nó vẫn còn một cấp nữa anh em ơi. Nó vẫn còn một cấp nữa. Đấy, chúng ta sẽ nâng lên cấp lên khẩu MP40 dịch bệnh, ok. Thì chế tạo, hình như có ai đấy đứng sau mình thì phải. Hình như có ai đấy đứng sau mình thì phải, đâu rồi? Ngoài đứng đâu ba, trời ơi, con đỡ nhà má ơi. Mình nghe tiếng hình như có ai đấy định ám sát mình thì phải anh em ạ, mình hoang mang. Ok, đây là khẩu dịch bệnh. Ok, mình đã nâng cấp lên MP40 dịch bệnh, xin biết rồi. Đây. Coming.
100.000. Đây đây, 100.000 một phát đầu TV đây. Ra đây. Ra đây, ra đây. Ui thế nào rồi? Ra đây. Ui, ui ui, một bên đang tỉnh. TV ra đây. Ra đây. Headshot. Ôi kéo tâm vãi chú luôn anh em. Ok rồi, bây giờ mình tiếp tục mình sẽ đi cùng TV. Đây, mình đã có cầm AK đồng xanh rồi các bạn. Cầm AK đồng xanh đứng trước cửa nhà Cam TV luôn. TV rồi. Đang chạy tới từ nó hồi sinh lâu quá anh ơi. Chị hồi sinh lâu chứ ơi. Mình sẽ thử đập cái này anh em. Đập đây à. Hãy, hãy. Timmy đi đứng bên ngoài này thì phải bạn ơi. Timmy ra đây, ra đây, ra Timmy. Đây, đây, đây. Sợ quá, sợ quá. AK đồng xanh, AK đồng xanh. Timmy núp. Ok, mình sẽ kiếm công Timmy anh em. Công Timmy ở ngoài kia. Timmy ở ngoài kia đâu, Timmy đâu rồi. Ui, mình chạy hẳn ở bên ngoài anh em ơi. Timmy. Đây, ra đây, đây. Nhảy. Chạy. Chơi hết máu, Timmy. Ok, xoáy hiệu này sao chơi. Ăn sô-cô-la, ăn sô-cô-la để hồi máu bạn ơi. Ăn sô-cô-la hồi máu. Ôi, Timmy đến lúc rồi. Hello, Tim. Đặt bóng keo. Bóng keo hả? Bóng keo. Rồi, ok, rồi, Timmy muốn gì, Mặt sau lưng luôn. Bóng keo. Sau lưng này. Đây, hai con đây. Ra đây. Ủa thì bắt kiếm ra rồi, đắm lại ta. Timmy. Timmy đánh được mình rồi anh em ơi. Okay. Yes, mình chỉ cần thắng một bạn thôi, mình hạnh phúc rồi các bạn ơi. Okay. Thắng một bạn thôi, chúng ta AK đồng xanh em bắn Timmy rồi. Chạy đằng trời. AK đồng xanh à. Đúng rồi, AK đồng xanh đây. AK đồng xanh đây, em chạy đâu? Mình đi đắp cái. Timmy rồi, núp à? À, núp à? Núp à, chạy đâu núp đây? Thôi, bây giờ nói chung là không núp nữa. Đây, rồi bây giờ mình sẽ tặng súng cho Timmy để cho Timmy vui này bạn ơi. Timmy chưa có súng này. Đây, tặng Timmy một khẩu AK đồng xanh. Oh my god, đồ VIP trong Free Fire luôn. Đẹp vãi chuối luôn. Ê, gì? Bắn đây nhanh. Tiếp theo là tặng cho Simi MP40 Giáng sinh. Đấy, ghê chưa? Tiếp theo tặng cho Simi một khẩu nữa là khẩu này gì đây? M1014 Chiến tranh cực VIP. Trong Free Fire luôn. Đấy không Sim? Phải chưa, phải chưa? Em vẫn thích cái cây AK đồng xanh này hơn. Nhìn nó hoành tráng quá trời. Nhìn hoành tráng quá trời đâu em. Ờ, ok, thì hôm nay mình với Simi đã chơi một cái màn thi đấu nhỏ nhỏ. Đấy là đại chiến đào Sikula. Và mình đã tặng cho Simi một khẩu MP40 Giáng sinh này. Khẩu M1014 đó, dịch bệnh là chiến tranh này. Và cuối cùng là một khẩu AK đồng xanh. Thì nếu như bạn nào cũng là fan của Mr. Việt hoặc là các bạn có chơi Free Fire, thì các bạn nhớ comment xuống dưới cho mình biết là bạn thích khẩu súng nào nhất ở trong Free Fire nha. Nếu như các bạn thích thì trong video sau mình sẽ mang những khẩu súng ở trong Free Fire này đi chôn các thành viên còn lại trong Hero Team nha. Và nhớ comment tên của người mà bạn muốn chôn ở bên dưới nhá. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại bạn chúng ta video sau nha. Bye bye. Bye bye.